Cảnh sát cơ động quật ngã bắt gọn thanh niên cố tình không đeo khẩu trang còn lên tiếng thách thức. Đoạn clip đang là chủ đề tranh luận khá rầm rã trên các diễn đàn mạng xã hội. Khi đó, một thanh niên đeo khẩu trang nhưng kéo xuống cằm, không có giấy tờ nhưng đòi đi qua chốt. Khi được công an tra hỏi, có giấy tờ gì không mà đòi đi qua đây? Thanh niên đứng chống nạnh ngang nhiên trả lời, không có, sao phải có giấy, không đưa có được không? Sau đó, thanh niên còn thách thức đầy người không có rồi đi bộ quay lại định bỏ trốn, nên các cán bộ công an liền bám theo. Lúc này, cán bộ công an nhắc nhở thêm, anh đứng lại, tại sao qua chốt kêu xuất trình giấy tờ không có, bảo đeo khẩu trang cũng không đeo. Tuy nhiên, thanh niên vẫn ngang nhiên đứng châm thuốc lá hút. Trước hành vi cố tình vi phạm này, sau chỉ đạo bắt luôn đi. Chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức xông vào quật ngã khống chế đối tượng. Ngay sau đó, thanh niên đã bị còng tay để đưa về trụ sở xử lý. Theo dõi đoạn clip, đa số ý kiến tỏ ra bức xúc với sự hống hách, ngang nhiên vi phạm pháp luật của thanh niên trên. Đồng thời, động tác nghiệp vụ nhanh gọn dứt khoát của chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng nhận được nhiều lời tán thưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.